Và quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin Thế giới và Á Châu. Xin mời Kiều Trâm đến với quý vị bản tin chi tiết đầu tiên. Thưa quý vị, bản tin Thế giới cho biết trực thăng quân sự gặp nạn tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Một đoạn video do hệ thống camera an ninh thu hình CCTV quay lại cho thấy toàn bộ cảnh tượng vụ tai nạn phi cơ thảm khốc sau khi một chiếc trực thăng quân sự bất ngờ gặp nạn và rơi xuống thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và khiến cho 4 binh sĩ bị thiệt mạng vào cuối ngày thứ Hai ngày 6 tháng 11 vừa qua. Ngoài ra còn có một vài người khác bị thương tích. Và lúc bấy giờ, trực thăng đang tham gia vào khóa huấn luyện định kỳ tại căn cứ không quân Samandria. Nguyên nhân gây ra tai nạn đến nay vẫn chưa được xác nhận. Hãng thông tấn quốc gia Anadolu dẫn lời thống đốc thành phố Istanbul Ali Yerlikaya cho biết tiến trình tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang được tiến hành trong bối cảnh phần đuôi của máy bay đang nằm ngổn ngang trên mặt đất bên cạnh con đường thường có nhiều người đi qua. Phần mái của một tòa chung cư 4 tầng ở địa phương cũng đã bị hư hại nặng nề. Cộng đồng người Armenia tại Argentina phản đối chuyến công du của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Cộng đồng người định cư gốc Armenia tại Argentina đã cùng nhau xuống đường tuần hành về phía tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Buenos Aires để phản đối chuyến viếng thăm tới quốc gia này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, vốn sẽ kéo dài từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 12 sắp tới. Ngoài ra, nhóm người biểu tình còn lên án việc chính quyền Ankara luôn có những hành động đàn áp các bộ tộc thiểu số, điển hình là người Kurd sinh sống trong vùng lãnh thổ phía đông nam. Trong khi các giới chức thuộc đảng Dân Chủ người Kurd thường xuyên bị chính quyền của ông Erdogan đàn áp, thì lãnh đạo của họ là ông Stellantis Demirtas đang bị chính quyền giam giữ suốt hơn 2 năm qua. Nếu như bị truy tố tội danh khủng bố cũng như âm mưu lật đổ chính quyền, ông Demirtas sẽ có nguy cơ đối mặt với bản án lên đến 142 năm tù giam. Cùng với nhiều đảng đối lập khác, Đảng Dân Chủ người Kurd HDP của ông Demirtas đang bị chính quyền Ankara cáo buộc có liên hệ mật thiết với Đảng Lao động người Kurd PKK. Trở lại với vụ thảm sát người Armenia, có hơn 1.5 triệu người đã bị các binh sĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát trong thời đế chế Ottoman vào năm 1915. Giới lãnh đạo cùng nhau hội họp tại Geneva để thảo luận về tiến trình hòa bình và cải cách ở Afghanistan. Giới lãnh đạo Kabul vào thứ Ba ngày 7 tháng 11 đã cùng các vị nguyên thủ đến từ khắp nơi trên thế giới ngồi vào bàn đàm phán tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tìm kiếm những giải pháp giúp mang lại hòa bình cho quốc gia bị chiến cuộc tàn phá Afghanistan và đồng thời mở đường cho việc rút lui toàn bộ lực lượng binh sĩ ngoại quốc của Liên minh NATO và Hoa Kỳ. Hội nghị kéo dài suốt 2 ngày về tương lai của Afghanistan đã được chính quyền Kabul và Liên Hiệp Quốc đồng chủ tọa, ngay vào thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình với phe nổi dậy Taliban. Đây chính là cơ hội để các nhà hảo tâm quốc tế tái xem xét việc cung cấp khoản viện trợ lên đến 15.2 tỷ Mỹ Kim dành cho Afghanistan, trong bối cảnh cam kết này từng được đưa ra trong cuộc họp ở Mỹ vào năm 2016. Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO vào đầu tháng đã kêu gọi các phần tử nổi dậy Taliban ngừng những cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào chính phủ và người dân bản xứ, đồng thời mau chóng tham gia vào cuộc phán tái hòa bình với giới lãnh đạo Afghanistan. Được biết, Liên minh NATO đã chấm dứt các hoạt động tham chiến tại Afghanistan vào năm 2014. Các phần tử nổi dậy ly khai có nguy cơ đối mặt với bản án tử hình vì những tội danh khủng bố ở Cameroon. 10 thủ lĩnh nổi dậy ly khai gốc Cameroon vốn từng bị chính quyền Nigeria dẫn độ về lại cố quốc để xét xử vào hồi đầu năm nay, hiện đang có nguy cơ đối mặt với án tử hình trong phiên xét xử được ấn định diễn ra vào tháng tới. Theo thông báo do luật sư biện hộ cho phía bị đơn đưa ra vào ngày thứ Ba 27 tháng 11. Nằm trong số những nghi phạm đang bị giam giữ có Julius Ayuk Tebe, lãnh đạo của phong trào nổi dậy ly khai trong khu vực sử dụng tiếng Anh, vốn có chủ trương tách ly ra khỏi chính phủ nói tiếng Pháp. Trong suốt một năm vừa qua, tình trạng bạo lực sắc tộc tại đây đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thường dân vô tội. Julius Ayuk Tebe cùng các đồng phạm khác đã bị bắt tại Nigeria, sau đó bị trục xuất về Cameroon vào hồi tháng Giêng. Tổng thống Cameroon là Paul Biya trong bài diễn văn tái nhậm chức vào tháng 10 cũng đã kêu gọi các bên buông bỏ vũ khí, nếu không sẽ bị trừng phạt theo luật pháp quốc gia. Tại Cameroon có 10 khu vực nói tiếng Pháp và 2 khu vực sử dụng tiếng Anh. Tổng giám đốc điều hành của Alibaba Jack Ma là thành viên của Đảng Cộng sản. Nhật báo chính thức thân với chính phủ Trung Quốc The People's Daily vào thứ Ba 27 tháng 11 cho biết sáng lập viên của công ty Alibaba tức tỷ phú Jack Ma đã vừa được kết nạp làm thành viên Đảng Cộng sản vì theo họ ông là một trong số 100 người đã giúp thay đổi nền kinh tế của quốc gia.
Cũng giống như những chính phủ theo chế độ độc đảng khác, Đảng Cộng sản Bắc Kinh luôn yêu cầu tất cả các thành viên phải đặt lợi ích của đảng lên hàng đầu. Việc ông Jack Ma làm đảng viên Cộng sản càng khiến cho quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, tin rằng các công ty của Trung Quốc đang lợi dụng vào sự hậu thuẫn của đảng để phát triển ngoại quốc. Công ty Alibaba được tỷ phú Jack Ma thành lập cách đây gần 2 thập niên bên trong một căn chung cư nhỏ bé ở thành phố Hangzhou của Trung Quốc. Công ty này sau đó đã vươn lên thành một trong những đại công ty Internet lớn nhất trên toàn cầu và hiện trị giá 30 tỷ Mỹ Kim trên sàn giao dịch của New York. Jack Ma trong suốt thời gian qua vẫn thường đối mặt với một số sự chỉ trích, điển hình như bắt chước theo đường lối hoạt động của trang website mua bán eBay và phát triển nhờ vào sự ủng hộ của Đảng Cộng sản. Thưa quý vị, Đài Loan muốn Nhật Bản thông cảm sau cuộc bỏ phiếu duy trì lệnh cấm nhập cảng thực phẩm từ Fukushima. Giới lãnh đạo Đài Loan vào ngày thứ Ba 27 tháng 11 cho biết, quốc gia này sẽ tiếp tục kêu gọi sự cảm thông từ phía Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý nhằm để duy trì lệnh cấm nhập cảng các sản phẩm thức ăn từ vùng Fukushima, nơi đang bị phơi nhiễm chất phóng xạ sau trận động đất và sóng thần cách đây hơn 7 năm. Có gần 10 triệu người trong số 19.76 triệu cử tri hợp pháp của Đài Loan đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào đợt cuối tuần và khoảng 7.8 triệu người đã ủng hộ cho lệnh cấm nhập cảng thức ăn từ 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Gunma, Tochigi và Chiba của Nhật Bản. Thảm họa động đất và sóng thần lịch sử tại Fukushima đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người vào tháng 3 năm 2011, làm sụp đổ nhà máy năng lượng nguyên tử Daiichi, khiến cho các chất phóng xạ tràn ra ngoài. Cả bầu khí quyển, nguồn nước và thực phẩm trong vùng đều bị ô nhiễm. Mặc dù đã 7 năm trôi qua, nhưng chính quyền vẫn chưa thể thu dọn xong tàn cuộc. Chính phủ ước tính có lẽ phải mất tới nhiều năm sau đó thì mới giải quyết được hậu quả của trận thảm họa nêu trên. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.